thân quanh ta đang tràn ngập hạnh phúc, niềm vui như bay lên mãi giữa bầu trời. Mỗi một mùa một cảm giác, cùng hát lời bốn mùa yêu thương. À, chén trong sóng còn vui thì mình là người đau đớn chứ. Cách ứng xử thông minh giữa vợ và chồng trong cuộc sống thì sẽ không có sự phát triển. Để làm không, nếu đó mà bạn chịu đựng á thì bạn sẽ bung lên. Quý khán xin gửi lời chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Bốn Mùa Yêu Thương được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VTV2. Và ngày hôm nay thì với chủ đề rất là đặc biệt, đó là tranh cãi khôn ngoan trong gia đình, thì chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. À, xin chào cô ạ. Dạ vâng. Chào MC Minh. Dạ thế bây giờ con xin phép xưng con với cô cho nó thân mật được không ạ? Em với chị đi. Em với chị nha. Vâng. Xin kính chào bà con khán thính giả trong chương trình Bốn Mùa Yêu Thương. Dạ. Bốn mùa yêu thương. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết được mệnh danh là cải lương chi bảo, một cây đại thụ trong nền cải lương Việt Nam. Bà cũng là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam. Là một người thích học, nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết luôn luôn trau dồi kiến thức chuyên môn bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Gắn bó với nền cải lương từ rất sớm, cùng với nhiều nghệ sĩ lớn, bà là người tạo nên tên tuổi của nhiều vở cải lương bất hủ. Trong đó phải kể đến Đời Cô Lựu, Nửa Đời Hương Phấn, Lục Vân Tiên, Thái Hậu Dương Vân Nga là những vở diễn tiêu biểu. Đào đáo với đời sống của nền cải lương Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết có nhiều cố gắng mang những tác phẩm cải lương chỉnh chu nhất đến với công chúng, bên cạnh việc làm mới thể loại cải lương để có thể gần hơn với khán giả trẻ. À, nãy giờ thì chắc chị Tuyết cũng nghe Nguyên Khang nói về cái vụ mà chén trong sóng còn vui. Cái đó là quy luật mà. Dạ. Yeah. Theo chị nghĩ nha. Dạ. Yeah. Theo tôi nghĩ là vợ với chồng đó là nói theo cái quy luật là âm dương. Dạ. Yeah. Thí dụ bây giờ lúc mình làm bồ đó là hai người gặp nhau nói chuyện. Dạ. Yeah. Mọi người sửa soạn rất là đẹp. Mm. Bỏ cái công việc đó làm sao. Mm. Miễn gặp nói chuyện được nhau là hạnh phúc rồi. Yeah. Nhưng mà vợ chồng thì không phải thế. Tức là vợ chồng thì gặp nhau nè, rồi phải nấu cơm, rồi phải đau lưng, đau cực với nhau, rồi phải giải quyết bao nhiêu là vấn đề, như giống như thế là, thí dụ mình có thể mình nói giống như thế là một cái triều đại ra đời. Yeah. Ở đó ông vua với bà hoàng hậu nè phải điều khiển, phải điều hành cái triều đại này như thế nào. Ừ. Cho nên nó khác hẳn luôn. Yeah. Là bởi vì nên nhớ rằng cái gì mà hai đó thì thượng đế cũng không hoàn hảo. Ừ. Thí dụ trên mặt của tụi mình á thì cái mắt bên này hai cái miếng không đều. Dạ, đúng, tức là dạ, cái đúng. Gì mà hai đó thì ngay cả thượng đế cũng không hoàn hảo. Nhưng mà nếu mà như, tụi mình. Nhưng mà chị Tuyết nói như vậy thì có nghĩa là chúng ta phải hiển nhiên chấp nhận những cái xung đột trong cuộc sống gia đình như là một chuyện không thể thiếu. Thế bây giờ trời đất cũng xung đột mà. Dạ. Trời đất nè, mưa nè, nắng nè, ui ui nè. Dạ. Đủ thứ màu sắc. Trong một ngày chứ đừng nói gì trong một mùa. Ừ. Mà như vậy là chúng ta sống trong một cái thế giới này với lại cái hơi thở giữa âm giữa dương như thế này, trời không khác mất kỳ. Ừ. Mà nếu như chúng mình nhận ra được cái điều khác đó thì sao? Em, thì chúng mình học cách thích nghi. Cách thích nghi với lại sự thay đổi. Nhưng mà chị Tuyết ơi, thích nghi đó nếu ví dụ như là gió nó nhẹ hiu hiu nhẹ nhẹ, yeah, mưa nó thì cũng đồng ý. Yeah. Nhưng mà nó biến thành bão cấp 10, giật trên cấp 12 thì cái đó hai không đứa chịu phải được. Chỗ trốn. Không thể nào thích nghi được, đúng không ạ? Hai đứa phải kiếm chỗ trốn. Chị nào hết bão xong rồi sau đó rồi mới nghĩ tới chuyện dọn dẹp nhà cửa nè, rồi chỗ nào sập, rồi chỗ nào che lại. Nhưng mà chị nghĩ coi đời sống vợ chồng thì kiếm đâu trốn. Bây giờ ông chồng với bà vợ cãi nhau. Ông tôi có một câu rất hay. Yeah. Tức là khi nào mà thấy bão tố sắp nổi lên, rút cầu chì, rút cầu chì. Rút cầu chì. Rút cầu chì là như thế nào chị, có nghĩa là thí dụ bây giờ một hai người đang ầm ầm à, thì giờ có một người là thôi đừng ầm ầm. À, bởi vì á bỏ đi. Bởi vì nếu hai người mà ầm ầm á thì dĩ nhiên là nó sẽ đổ vỡ rồi. À. Em đồng ý đó là một cái cách ứng xử khôn ngoan khôn khéo, nhưng mà chị Tuyết có để ý là không phải ai cũng ứng xử được vậy đâu. Sure. Bây giờ nếu cái người vợ mà không có một cái sự bình tĩnh như vậy thì một trong hai người, cái người chồng phải như thế. Ừ. Bởi vì nếu không á thì khó lắm.
Nếu không có sự bùng nổ thì sẽ không có sự phát triển, và sẽ không có một cái sự thích nghi mới để mình tự đổi mới mình và tự đổi mới cái thế giới mình sống. Tức là tụi mình tự quan sát, khi nào mà mình thấy mình không bình thường á thì mình đóng cửa lại mình chơi mình. Tới chừng nào mà bình thường rồi đó, mở cửa ra, tôi đây nha, Bạch Tuyết đây, Nguyên Khang đây nha, thì như vậy nó đỡ hơn. Nói chung là đúng, Nguyên Khang, Nguyên Tan hoàn toàn đồng ý những gì chị Tuyết nói, là nó hoàn toàn đúng, không sai. Nhưng không mà với cá nhân của mình, em cảm giác nó là lý thuyết. Bởi vì ông bà ta vẫn nói một cái câu là nhân vô thập toàn, tha thứ là thánh nhân. Dạ. Yeah. Có nghĩa là để trở thành thánh nhân thì không phải ai cũng có thể trở thành được hết, mà nó cần có những cái người mà người ta đạt đến một cái cảnh giới của sự chịu đựng, của sự tha thứ để làm không, được điều nếu đó. Nếu mà bạn chịu đựng á thì bạn sẽ bung lên. Mình không nói rằng đời sống vợ chồng mà yên ắng là kỳ lắm à, là bất thường lắm á. Yeah. Nhưng cho nên lúc gây đó thì nghĩ rằng gây đi. Là tại vì con người mình nếu mà mình nói nhỏ thì cái hơi mình nó bị tù. Bạn có thấy không? Cho nên nếu mà phải la thì cứ la. Nhưng mà khi la đó chỉ cần nhắc mình một việc. Bây giờ tính la xong rồi thôi luôn không? Mình phải tự nói mình vậy đó. Thì giờ nếu la xong rồi mà không thôi, vậy thì la vừa vừa. Tức là bây giờ nói xong rồi có thôi không? Không thôi. Vậy thì nói vừa vừa. Nghĩa là nói tóm lại giống như Nguyên Khang nói đó. Tức là trước khi mà tính tha thứ cho người á thì mình tha thứ mình trước. Đúng không? Nếu mình không biết tha thứ cho mình á thì mình sẽ không biết tha thứ cho ai một cách chân thành. Mình thì mình quan niệm như thế này nè, chị quan niệm là cái chuyện mà giận á là không có ra tiền. Mà còn phải tốn tiền đi bệnh viện. Đúng không? Buồn á cũng không ra tiền, cũng phải tốn tiền đi bệnh viện. Cái này cái là do mình trải qua cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng của mình nhiều năm mình đúc kết, hay là do ngay từ đầu bắt đầu từ cuộc sống hôn nhân mình đã xác định cái điều này rồi? Không có đâu, mình đâu có giỏi tới mức mà mình xác định cái gì. Giống như Khang nói hồi nãy đó, tức là nó liên tục mà, nó đâu có hẹn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Là vì con người mình đâu phải sinh ra để nói nặng người khác. Cho nên nếu mà mình nói ầm ầm, mình nói nặng người ta thì mình là người đau đớn chứ. Nhưng mà chị có nghĩ đó là cái cảm giác của một cái người, người ta muốn xả stress, xả hết cái bực dọc, cái kìm nén bên trong bản chính bản thân của họ hay không? Không, thật ra là vì cả hai đều mệt mỏi. Vâng. Người ta thường thường mình mệt mỏi vì một cái vấn đề gì đó, xong cái mình quên mất một cái vấn đề khác quan trọng hơn. Nguyên Khang thấy là nó xảy ra hai trường hợp với chị Tuyết. Tức là có những trường hợp là người ta sẽ im lặng để tạo cho cái khoảng không cho cái người kia được suy nghĩ, có thời gian để suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Nhưng mà nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp là lâu ngày nó sẽ dẫn đến một cái gọi là cái cuộc chiến tranh lạnh. Dường như là hai người không nói chuyện với nhau, và dẫn đến là một ngày nào đó đùng ngay đẹp trời tự nhiên ký giấy ly hôn ra tòa. Nhưng cũng có một cái trường hợp là lập tức giải quyết liền ngay cái lúc đó, không có để cho nó yên lặng, thì cũng sẽ dẫn đến cái trường hợp là bắt đầu ngồi lửa, và dẫn đến lửa cháy lớn hơn, và sẽ dẫn đến sự tranh cãi. Như vậy thì rõ ràng là trong cái trường hợp này, để giải quyết một cách khôn khéo, im lặng cũng không được, mà lôi ra nói chuyện cười cũng không được. Theo chị thì mình làm thế nào để có thể dung hòa được cái gọi là cái sự xung đột có thể xảy ra? Mình thường thấy đó, quan sát thấy đó, là cái sự cách biệt đó và đi tới sự chia rẽ đó, thật ra đó là vì cả hai đều tự ái. Nên mình cứ luôn luôn tự hỏi đó, tự ái là gì ta? Cho nên nếu mà mình cảm nhận rõ ràng đó cái sự thật và cái quy luật nó như thế, thì khi mình có một cái việc gì đó thì mình lặng lẽ mình đi đi, mình rút cầu chì. Nhưng mà mình đừng có im lặng. Mình đi rồi cái mình lên xe bus, hoặc là mình lên xe có tài xế lái gì đó, mình nhắn một cái tin: hồi nãy em bực lắm nhưng em không muốn gây, bởi vì em muốn giữ tình yêu của hai đứa mình, cho nên cho phép em đi nửa tiếng hoặc là em đi một ngày, hôm sau về em sẽ trình bày với anh. Mình nói ví dụ vậy đó. Tại sao mà với người mình thương mình không làm như vậy? Nhưng mà giả sử như cái cuộc xung đột đó mà nó có liên quan đến một cái bên thứ ba, thì liệu con rằng cái. Yeah, con cái hoặc là gia đình của hai bên nữa, thì liệu rằng cái nhân chứng trong cái câu chuyện đó có bị tổn thương hay không? Và cái đó rất dễ bị tổn thương. Yeah. Và chính cái sự mà nhân chứng mà bất đắc dĩ như vậy đó, nó sẽ khiến cho vợ chồng khó hàn gắn hơn. Là vì khi chuyện đưa ra ánh sáng rồi thì người nào cũng tự ái. Như vậy có nghĩa là
ba mẹ nếu mà có tranh cãi thì tuyệt đối không được để xảy ra cái chuyện đó trước mặt con cái của mình. Là bởi vì đối với đứa con đó, cha với mẹ đều thiêng liêng như nhau. Ừ. Và em nghĩ là những cái cuộc tranh cãi mà vô tình con cái lại là nhân chứng á, nó sẽ để ra những cái hậu quả khôn lường cũng như là những cái sang chấn tâm lý của đứa nhỏ. Những đứa trẻ mà sinh ra trong gia đình mà bố mẹ không hòa thuận á, yeah, thì thường nó sẽ dẫn đến là nó sẽ một là nó trầm cảm, hai là nó cô độc, ba là nó bạo lực, đúng rồi, thì yeah, nó bị chị nghĩ rằng á, tại vì cái đời sống mà đi kiếm sống đó, yeah, để mà cover một cái gia đình á, nó quá mệt mỏi, à, cho nên là cha mẹ là quên nghĩ tới chuyện đó, ừ, chứ không phải là không biết. À, thế thì ngay bây giờ em muốn mời chị xem một cái đoạn video clip phóng sự ngắn của chương trình Bốn Mùa Yêu Thương. Yeah. Do cái khác biệt về suy nghĩ á, thì tới lúc mà phải làm một cái việc gì đó chung thì có thể là sẽ không có đồng ý với nhau, và nếu mà không có ai chịu thay đổi cái quan điểm của mình hết thì nó sinh ra tranh cãi. Nhiều thứ nó gây tranh cãi, ví dụ như ghen tuông hay là không cùng quan điểm với nhau. Tranh cãi trong tình yêu thì là một điều tất yếu. Với lại đây cũng chính là hương vị của tình yêu. Vì những cái lý do khách quan không có hiểu được nhau thì nó sinh ra tranh cãi vậy thôi, chứ còn không phải là cứ có tranh cãi thì mới có tình yêu, không đúng. Trong lúc xích mích họ sẽ hiểu nhau hơn, họ sẽ biết cảm thông nhau hơn và từ đó họ sẽ gắn kết với nhau hơn. Tình yêu mà đôi khi phải có những cái đắng cay chua ngọt, nó đủ thứ mùi hết trơn, những cái ngọt ngào cũng phải có những cái lúc cãi vã để mình hiểu nhau hơn. Nếu mà mình chủ động, mình biết trước rồi mình suy nghĩ trước là nếu mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ gặp chuyện gì, mình có thể chấp nhận được cái gì và trao đổi lo lại, thì nó không phải đợi tới lúc có sự việc xảy ra thì mình mới bắt đầu suy nghĩ, thì nó dễ sinh ra cái tranh cãi. Người này cho mình đúng, người kia cho mình đúng, thì hai bên em nghĩ là sẽ không tốt đẹp hơn. Im lặng để giữ bình tĩnh, sau đó lại ngồi lại với nhau để nói. Em nghĩ đó là cách khôn ngoan nhất. Người nóng phải có người nguôi, nghĩa là người này cũng nóng quá, người kia phải nhẹ nhàng lại, chứ không phải là hai cái lửa nó úp vô nhau là sẽ cháy rất là to. Ra nhiều cặp vợ chồng cũng chẳng muốn cãi nhau trước mặt con cái đâu. Đúng rồi. Nhưng mà vào cái lúc đó dằn không được. Cái thứ hai nữa là chả lẽ kéo nhau ra ngoài đường cãi thì phải ở trong nhà cãi thôi. Mà ở trong nhà thì quá nhỏ để có thể đóng cửa mà con cái không nghe được. Đó, hoặc là cũng có những trường hợp như là nhiều khi ông chồng không muốn cãi với bà vợ nhưng mà bà vợ cứ kiểu mà thách thức á. Thế là sáng cho một bạc tai. Yeah. Kiểu thì thay đấy, cười con này nó lại thấy cái chuyện mà bố đánh mẹ. Rồi nó cũng không biết là lỗi ở đâu đó. Yeah. Vấn đề ở đây là có rất là nhiều cái trường hợp xảy ra như thế. Em chợt nghĩ là đúng là cái cách như chị nói á, là chỉ còn chọn cách im lặng thôi. Một người đang rất giận thì chỉ có một người phải im lặng. Và chọn cái cách đợi khi mà lửa nó không còn cháy nữa thì mình nói người ta mới nghe. Chứ mà nói bây giờ thì ai cũng có cái tôi của mình mà, ai cũng có cái lương chiến thắng của mình. Và như vậy thì âm dương nó mới tồn sinh được. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Đây là hai cái nút like và dislike của Facebook. Nếu mà chị thích thì giơ này lên, đúng. Còn nếu không thích thì để này. Rồi, mời chị. Coi chừng đưa lộn. Coi chừng đưa lộn. Mấy câu này thì cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ có thời gian 3 giây để đưa ra câu trả lời của mình. Câu thứ nhất, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị sẽ là người làm hòa trước. Ủa sao mà nãy ba chị bảo nói là bỏ đi? Thì mình làm hòa trước còn gì nữa? Cái đó là hòa, cái đó là chị bỏ đi mà. Nếu mình đứng mình gây là mình mới cái này chứ. Còn này mình không có à. À. Tức là mình để cho nước chảy xuôi chiều. À. Tại sao chị không để chồng chị là người làm hòa trước? Chị không biết, lẽ tại cái gan của chị. Rồi, cái thứ hai, hồi bé con chị thấy bố mẹ cãi nhau sẽ khóc, đúng không? Khóc mà còn đi trốn nữa. Khóc mà còn đi trốn nữa. Yeah. Nhưng mà tại sao chị lại đi trốn? Tại vì cái chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều, đúng không? Không, chị chỉ chứng kiến được có một lần. Có một lần thôi. À. Chị đi trốn là chị sợ, đúng không? Không, lúc đó là cái phản xạ rất là tự động vậy đó. Tức là phản xạ không biết có điều kiện hay không. Nhưng mà vậy đó, thấy sợ quá. Thấy bom nổ thì chạy đi trú. Chứ còn lúc đó là không có thời giờ để nghĩ chuyện gì. Cũng không biết vì sao. Không biết vì sao bố đánh mẹ. Hoàn toàn không biết. Không biết luôn. Sao đó cũng không hỏi luôn. Không hỏi luôn. Nhưng mà khi chị lớn rồi thì chị thấy rằng cái hành vì đó của chị là rất là đúng. Là vì sao?
Tại vì người làm con không có được quyền phán xét cha mẹ. Ừ. Người ta sinh mình ra, đó là một cái viện trợ không hoàn lại. Suốt cả một cái kiếp này mình là con mà mình có được cái thân thể là nhờ hai người này. Cho nên hai người này họ có phải quấy gì thì họ với nhau. Còn mình thì trước mặt mình thì hai người này vẫn là thần thánh. Ừ. Forever, mãi mãi như thế. Ừ. Thì cái quan điểm của chị là vậy. Dạ, yeah, rồi. Chiến tranh lạnh giữa hai người thường diễn ra rất lâu, đúng không? Chị chạy đi trước cho nên là nó không có sao đó. Lâu nhất là bao lâu chị? Hai ngày là có tin nhắn rồi đó. Hai ngày là tự xóa chiến tranh vậy hả? Sao chị nói chị bỏ đi một tuần? Thì chị nói bỏ đi một tuần mà mới có hai ngày là chiến tranh hết. Là sau đó là hai ngày là chị quay trở về? Không, chị vẫn đi một tuần nhưng mà một tuần ba ngày mà năm ngày sau đó là năm ngày tốt đẹp. À. Vợ chồng trao đổi với nhau và nói những cái chuyện rất hay. Và sau đó là hiểu nhau được một số những việc rất là quan trọng. Rồi cái thứ tư, trừng phạt chồng bằng cách không nấu cơm, đúng hay sai? Sai, vẫn cho ông ăn. Không được. Vẫn cho ông ăn luôn. Bởi vì giận là một cái chuyện là khác. À. Còn cái chuyện này là một cái chuyện khác. À. Nhá. À. Tức là mình đừng có lẫn lộn. Tại vì khi mình lẫn lộn mấy việc như vậy đó thì mình sẽ có một cái kết quả không hay. Không, thường người ta giận sẽ dẫn đến trừng phạt. Chị thấy mấy cuộc chiến tranh trên thế giới không? Giận nhau cái là cấm giận. Kẻ thù. Yeah. Kẻ thù. Còn chị quan niệm là vợ chồng giận không phải kẻ thù. Đây là hai người tốt, có việc, không thoải mái với nhau. Chứ còn nếu không em sẽ nghĩ là người này xấu. Cái sự mà trừng phạt với trả thù đó là vì mình thấy đối tượng xấu. Và khi nào mà bạn sống với nhau mà bạn thấy đối tượng của mình xấu thì thôi, cách tốt nhất là chào tạm biệt đi. Ok, câu cuối. Người xin lỗi trước có phải là nhục nhã không? Không. Không. Vì sao? Thì chị mới nói rằng đây là cái người mà đầu ấp tay gối với mình. Cái người mà muốn đến lúc mà thương nhau không có cái gì giấu hết trơn á. Cảm ơn chị với cái phần chia sẻ vừa rồi. Với em thì nó vượt trên cả sự khôn ngoan rồi. Nó là sự ứng xử mà có thể nói là cá nhân của em cảm nhận là nó có một cái điều gì đó mà ai cũng mong muốn có được ở trong cái cuộc sống này, đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn chị với cuộc chia sẻ ngày hôm nay. Và cũng thay mặt cho ekip của chương trình thì xin chúc cho chị Tuyết sẽ luôn giữ được cái sự an yên trong tâm hồn của mình. Cảm ơn chị đã đến với cuộc trò chuyện này. Cảm ơn bạn. Dạ, xin cảm ơn quý khán thính giả đã nghe chúng tôi nói chuyện. Và chúc cho mọi người sống vui, sống khỏe. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ, xung đột trong gia đình nó như là một cái thứ gia vị và chúng ta chính là những người đầu bếp. Làm thế nào để những gia vị đó không át đi những cái vị khác trong cái món ăn thì đó phụ thuộc hoàn toàn vào cái sự khéo léo của người vợ hay là người chồng. Gia vị thì cần nhưng phải biết kiểm soát. Và rất cảm ơn quý vị đã cùng đến với chủ đề ngày hôm nay. Và đừng quên, chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng với nhau vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VTV2. Và hãy theo dõi chúng tôi trên trang YouTube cũng như fanpage của Bốn Mùa Yêu Thương. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin sẽ được chia sẻ trong chương mục Có Thể Bạn Chưa Biết.